tình huống va chạm rất mạnh giữa Raul Jimenez cùng với Lostop. Và ngay lập tức trọng tài đã cầm trên tay chiếc thẻ vàng để dành cho tiền đạo của Fulham. Tình huống quả bóng rất bất cẩn của chân sút người Mexico. Raul Jimenez đang cố gắng thanh minh với tình huống va chạm của mình. Được trọng tài Sam Barros có lý do để tặng cho cầu thủ của Fulham một chiếc thẻ vàng. Là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Một tình huống mà Jimenez đã phán đoán sai đường bóng, nghĩ rằng Lostop sẽ có một pha tung bóng lên, nhưng đáng tiếc là Jimenez phán đoán sai và tác động vào người của tiền vệ bên phía Newcastle. Bây giờ thì trọng tài đang xem lại tình huống này và nhờ tổ trọng tài VAR phân tích để xem liệu rằng Jimenez có xứng đáng phải nhận một chiếc thẻ đỏ hay không. Và như vậy là trọng tài Sam Barros đã ra đường biên để xem lại tình huống này và chúng ta cùng chờ xem. Jimenez cũng đã hơi nóng đầu sau tình huống trước đó, anh đã bị Lascelle va chạm nhưng trọng tài không cắt còi. Tình huống phần nào đó có ý trả đũa của Raul Jimenez. Phần dưới của Jimenez đã lao thẳng vào đầu của tiền vệ bên phía Ducacho và trọng tài Sam Barros đã hủy bỏ thẻ vàng và trút ra một thẻ đỏ cho Raul Jimenez. Sau khi xem lại tình huống thì ông Sam Barros đã có lần đầu tiên rút ra một chiếc thẻ đỏ khi điều khiển những trận đấu tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, và nạn nhân là Raul Jimenez. Raul Jimenez, cầu thủ đã ghi 3 bàn ở 2 trận đấu gần nhất cho Fulham, đã bị truất quyền thi đấu. Quà tặng cuối năm từ K+, app K+ ưu đãi lớn, giảm tới 50%.